lúc lúc phao luôn rồi mọi người ơi, rồi lên quá đã, còn giữ đại ca ơi, trời ơi nó sướng các bạn, canh me cho quý vị các bạn xem á. Quá trời, ôi ui, con nào con nấy vậy nè các bạn. Đúng rồi, kinh này bộ mới có kinh 15 này có dữ thiệt chứ. Thiệt chứ, kinh 15 thấp 10 thôi. Đó. Bạn thấy ghê không? Úi ôi, nó xuống. Đúng bự gì vậy? Cây cần mình đâu lên tim chưa? Trời ơi. Trời ơi, mắt tiêu luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, con cá lóc. Ôi ôi. Đẳng cấp là phải gì? Rồi hello, được xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay được cùng với sư phụ của mình với mấy anh em thì rủ đi ra ray câu theo con kênh gạch ở khu vực thấp 10 bạn. Kênh này là kêu là kênh 15. Đó bạn, nó đi quay câu cá thắt lát rồi cho quý vị xem với mấy ông manh thì mấy ông lua. Đó, đây khúc này cũng im quá mọi người. Đó, chạy rất là xa luôn. Nó được hôm nay được có dế mà trời, có thắt lát là bong bóng rồi đó rồi các bạn. Nó thì được có đem dế theo câu thì hôm nay được đánh cần tay thì mấy anh thì ống gành lua. Cho nên là mấy ống câu lua các bạn ơi. Rồi được cũng xin chào quý vị các bạn các anh em nha. Chào cả nhà nha. Giờ chuẩn bị lấy cần ra chiến các bạn ơi. Nó mong là thành quả hôm nay ngoài mong đợi nha các bạn. Chứ mình lâu quá mình mới đi câu cần tay lại. Nó không biết sao đây, với cá thắt lát rất là khó câu quá các bạn. Cũng mong có sư phụ đồ làm kiên cố đồ giữ đồ thôi. Rồi chào anh em nha. Các bạn đây là cần thủ kỳ. Hôm bữa gặp trong rừng tràm các bạn. Bữa hổm đi câu xong rồi đi về hết trơn rồi. Lỗ đầu. Bữa nay làm lợn nha anh kỳ. Okay. Ha. Đó, đang xe lử đánh dế các bạn. Đó, xe này để câu dế nè. Hồi đó được có hướng dẫn quý vị làm này với ông thầy á. Này tự xử. Điều ngại quá. Rồi giờ mình ra ngoài nha mọi người. Này của sư phụ ông đem sẵn theo rồi, mình khỏi lấy cần mình theo luôn nè. Mọi người giờ này đang anh em đang chuẩn bị ra cần các bạn. Đó, sư phụ đang đua mình đi chung câu, còn ở đây là đệ của mình bạn nhập môn sao rồi kêu nó bằng đàn em mới đục, mặc dù nó tóc nó bạc hai thứ tóc. Sao anh câu, anh không câu mà anh cười không anh thấy. Có mấy cái cha đó nó quặn thứ già đó. Điểm này quá im quá lý tưởng mọi người. Đang canh cá các bạn ơi. Trời ơi, thấy cá không biết có chưa chứ thấy là nắng quá nắng rồi đó. Có mấy cái cha nục đá đi chứ. Đó, bạn Kỳ lên cá luôn nha mấy anh em. Một con thôi. Hả, cá
Vậy thì con má mới đi đâu hoài, gỡ đây luôn đi, để cái cặn đây đi. Nó xịt từ má, con này nó mập thiệt, nó cái lưng nó tròn do. Con này bự. Wow. Kỳ ghê quá. Còn con tí sảy đó. Kỳ cái ta, nó nhịp rồi mà anh. Ôi trời. Nhịp nó lắc phao luôn trời. Nó thở quá kìa các bạn. Nó thắt lát nữa các bạn. Thở lên một bóng liền. Xa anh ra nghe kỳ anh được vậy. Không phải như được hồ mới đầu già đâu nghe kỳ. Biết gì nó hốc luôn ha anh. Tới phiên mình nha anh em. Làm được con thất lát nè. Quá trời bự luôn. Đá thì chứ. Mò tim. Hút cái lúc vào. Lát thứ già nè các bạn. Tới phiên đại ca ra tay rồi. 4 người 3 con rồi, còn con. Lên cá bự nữa các bạn. Sao đại ca câu cá dính nhỏ như gỗ quá anh thấy ơi. Thật lát nè mọi người. Hóa sức luôn á. Quá trời đá. Ba con mà. Bạn ơi, tí lên con nữa bạn, mới bắt xong con lên con bự nè. Quá bự luôn á. Đó các bạn. Trời ơi khủng, 4 con các bạn. Mới đem con nãy đi đòi đắng giờ lại đây không dính con nữa. Quá trời đã. Quá trời đã, thằng lát bự. Đúng bự gì vậy? Cây cần mình đâu lên tim chưa? Trời ơi. Trời ơi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi con cá lóc. Ôi ôi. Đẳng cấp là phải gì nè mà mọi người. Chứ câu lua chi mà từ chiều tới giờ. Ê. Lại đây anh được miền Tây chỉ cho cách câu cá lóc nè. Ôi ôi. Các bạn ơi. Nó lỡ mình thấy cái phao đâu có tiêu. Trời ơi. Cá lóc. Này, con tí này, thắt lát không chà ba lửa quá. Mới dính con rồi nè. Ôi ôi, con nào nấy 400 gram các bạn nè. Trời ơi. Thế à. Nè các bạn. Dính cần tay, móng lua lua chứ cá đâu ăn đâu anh. Nổ bạn ơi, nổ không chơi. Ôi con này dính không hợp lại mà nó dính ngay mép thế ô. Nè mọi người. Đó, cá lóc. Mới đẻ thì cũng hơi không có mặt gì mấy. Người thì chứ. Sướng. Tề tái. Em lại đây anh chỉ cho câu cá lóc này cưng. Nói chung là mấy ông này cũng lua đấy, giờ không có bạn mình câu cần tay mình dính gì mình chọc khịa không bạn. Nè đại ca dính con thắt lát gì nè, mà 2 con rồi đó. Ừ, nãy tao xảy hết con cái gì
đó. Em cần tay em câu cá lóc gì không chứ em đâu câu cá nhỏ nhỏ đâu anh. Anh cầm cây cần lua gì đâu mà cái cần mấy triệu bạc chứ cái máy mười mấy triệu mình đi đi quấn gì không anh. Trời ơi trời trời trời. Nổi phao. Trời ơi. Nổi như chân phao không thấy luôn thầy. Ủa. Anh cậy xách cái thùng cá luôn lên cậy. Sướng bạn, mới hai lưỡi bự vô nè bạn chứ lưỡi nhỏ nãy đang cám mình tới. Mới hai lưỡi số 15 16 vô nãy quên 15 vô nè các bạn. Gì đó? Ô nổ luôn rồi. Cần của ta đây nè ơi. Phải không? Ô cần nó cá ăn tự sạch tự dính luôn mọi người. Giật dạo, giật dạo. Giật dạo cần không kìa. Giật dạo, giật dạo. Tới giờ ăn rồi bạn ơi. Lát. Ăn tự nổ, tự lậu đùng luôn. Lát bầu ơi. Quá dữ. Anh thấy cũng dính lát nữa nghe bầu. Làm cái gì? Anh thấy cũng có thắt lát nha. Rồi, quay xuống đây luôn, quay xuống đây gỡ luôn. Rồi xuống luôn. Rồi được bên tay gỡ giùm luôn đi. Trời ơi, đây cái. Anh kìa, bỏ vô đi anh kỳ. Gỡ đi trời. Chờ anh kỳ. Xong rồi hai con kia xong rồi. Trời ơi, bỏ. Anh cầm hai con lên con kỳ, hai con thắt lát lên ta hai tay anh con kỳ cho về mấy chứ ông cho thèm chơi rồi. Wow. Đó. Hai rồi. Nha. Rồi. Hay quá trời. Trời con này nó có lử luôn rồi quay. Quá trời. Con này nó nổ luôn á, nó ăn xong rồi tự nó. Đầu nó chạy luôn á. Kìa. Rồi, lụm nữa. Quá hay ông thầy ơi, tới giờ. Tới giờ ăn rồi. Giờ ăn đến rồi. Quá rồi. Ông kêu nè bợ luôn bạn. Thấy qua đây cho em luôn đại ca ơi. Nè. Đây em. Tưởng là lưỡi câu dính tay không? Chết luôn sư kìa, bắt cá lóc vô kìa anh kì. Ai anh thấy ai câu cái gì chiều ăn cái đó nha. Trời ơi bộ muốn là được hả anh. Anh khơ hoài ăn cá đó ta tự dính nè, tự nuốt lử nè. Queo luôn rồi. Rồi xong. Chị ơi, đi động cho bồ dữ lắm rồi đó bồ, lại tranh thủ đi bồ. Quá rồi bạn ơi. Quá đã. Đội không quay cái lúc mà ông giật gì chơi. Tụi nó làm gì nó không. Lúc nó kìa không lại chuẩn bị. Bạn, nãy giờ làm liên khúc luôn nó thắt lát ụt nữa đó. Nó là một bóng thứ già nữa. Đây thắt lát trắng các bạn. Con nào nó chà bá bàn tay xẹ luôn á. Ăn ghê thiệt. Lâu dèo dèo luôn anh em. Khúc đầu không quay được khúc dính cá, khúc sau quay kịp. Cá này câu toàn cá thắt lát bự không. Mấy con ngoài xa mà nó ngớp. Thằng cá lóc đây nó quất cái hết hồn. Trời ơi nó ngớp rồi đó kìa ông kì. Nó ăn nó dướng sen trời. Bị dướng. Hết sức ổn rồi. Đợi túi đằng kia kìa nó không có sen. Túi đẳng. Hót đẳng ha. Nè sướng.
Đó. Còn còn lên thở các bạn. Quá trời luôn á. Thật lát cấu không bạn. Sớm giờ làm cũng 7-8 con. Trời ơi con nó con cá cha anh tí. Ê. Trời ơi nó nhả trời kỳ trời. Còn nghe mọi người. Còn ủi nha mọi người. Còn ủi. Pha ngoài. Nhà nó ghi nó ủi. Tại mình chơi cái lữ của mình tới 2 con dế lận các bạn. Rồi lụm rồi. Lụm. Ôi. Ôi nó ủi gì mà nó nhả các bạn ơi, nó tức. Trời ơi con tim lên. Càng nó sư phụ quá các bạn. Cũng được mà không kịp nữa mà chứ cần của mình nãy đây dính được cũng thắt lát rồi cái lóc có như đây cầu xuống không em quay ra cá đang ăn nha các bạn. Đó. Trời ơi, nó ghì. Lúc phao luôn rồi mọi người ơi. Rồi lên. Quá hay còn giữ đại ca ơi. Trời ơi nó sướng các bạn. Canh me cho quý vị các bạn xem á. Quá trời. Ôi ui. Con nào con nấy vậy nè các bạn. Đúng rồi, kinh này bọn cái kinh 15 này có biết chứ. Thiệt chứ, kinh 15 thấp 10 luôn. Đó. Bạn thấy ghê không? Úi ôi, nó xuống. Cầm cá vô mà hoàm tay luôn á. Mà sợ cái phao của mình đó các bạn. Đó, ông thầy là chơi. Cá này con nào nó nấy không à. Trời ơi. Sướng tê. Nè các bạn, đó. Thật lát là cái lóc của mình còn dính nữa các bạn. Đây nè bên đây nè, mấy con khác cấu bên này nữa nè. Ủa, 5-6 con rồi đó anh em. Ý, cần của mình. Sao nó đâu xíu xéo nó kỳ ta. Quá trời. Ở đây hư hai hầu lỡ đẳng anh tí. Trời ơi, dám nãy cá lóc nó quất em lắm tí, không còn miếng luôn tí. Thủ hai cây. Hai cần trên tay. Nguy hiểm quá các bạn. Giờ được thả một cây ở đây coi sao nha các bạn. Sướng quá. Không gì bằng câu cá thắt lát thì sướng rồi mà thêm gặp con cá lóc nằm gần tay nữa các bạn. Dạ. Rồi mình tạm thời mình sẽ ngưng clip ở đây các bạn. Rồi mình đi quay thành quả cho các bạn xem cái rồi mình qua đó mình câu với ông anh mình nghe mọi người. Cho nó ngay cái phao của cái tim rồi. Đi không lâu cặn xong luôn á. Mới được đi quay mấy con cá thắt lát cho các bạn xem.
Đó, trời ơi. Rồi được sẽ đi tạm thêm một cái clip nữa. Rồi để đăng lên cho quý vị xem nha. Trời ơi khủng nè. Rồi rồi lắm rồi, lắm rồi, lắm rồi. Quất thay. Ăn nữa bạn. Ôi ôi, cá gì làm quá các bạn ơi. Trời ơi, thất lát nè. Má ơi. Ủa? Quý vị, quý vị các bạn coi chiếc dép tôm có được. Thôi ôi trời. Rồi quá siêu to khủng luôn á các bạn. Rồi được cũng chào anh em nha. Được kết thúc một video đây các bạn. Giờ mình với qua bên ông anh mình câu các bạn. Để tiện quay cho các bạn xem nha. Siêu to. Every single day.